Chào các bạn đến với ông Vĩnh Vlog nha. Trở lại kênh của ông Vĩnh Vlog. Bây giờ mời các bạn đi theo mình để quay vào trong chợ Năm Từng của thị xã Bình Sơn nha, thành phố Thanh Hóa nha các bạn. Đây. Chào các cô, cho cùng quay nhờ tí nha các cô nhá. Cái này làm video. Chào các cô. Bây giờ hàng nhà mình bán nhiều đồ nhỉ? Chén bát. Vâng, chào bác, cho con quay ít đồ, quay và làm video không ạ? Nhà mình đi bán đều cũng nhiều đồ hết nhờ. Rồi dép, vâng, chào bác. Cho em quay chút xíu. Làm YouTube. Oh my god. Dạ đúng rồi. Các bạn ơi, chợ này nó đây là hàng vải nhá. Quần áo cũng rất nhiều hàng. Chú các bạn ạ. Đây là vào mời các bạn đi vào trong. Chào đây. Đấy. À, chào. Để em quay chút xíu. Làm YouTube. Làm kênh YouTube. Đấy, mời các bạn đi vào chợ nha. Chào. Vâng, quay tí cái đồ để coi cái sản phẩm với mai mốt người ta đến ủng hộ nha. Dạ vâng, nói chung là vâng, đấy là đang cũng đang mong muốn về đây để cho họ đến xem coi là nó có chào bà. Con quay làm video làm kênh YouTube đấy. Trên YouTuber ấy. Làm bên kênh video ấy và lên là mình xem các cái kênh đi khám phá những các chợ rồi du lịch rồi các thứ đấy. Mình thấy bán nhiều đồ nha. Chào bác ạ. Và đi quay làm YouTuber. Vâng. Vâng. Con chào bà nhá. Quay nhỏ chút xíu nhá. Đây rất nhiều các đồ nữa các bạn ạ. Giờ chợ chiều bắt đầu người ta bắt đầu chuẩn bị người ta họp. Bạn ơi, đây là hàng càng xén. Các loại không thiếu thứ gì, tao cho quay nhờ chút xíu nhá. Không thiếu gì thứ gì các bạn ạ. Bán chung là quay ở đấy các hàng phẩm nước mắm
hương xiên su các kiểu, đây hàng rau hoa quả, mời các bạn. Dạ vâng, quay tí là đưa lên video làm YouTube mà không trao hết này, làm kênh YouTube à, không sao không. Anh chào bà. Mùa hè thì nó cứ phải mát vậy thôi. Dạ. Món này làm YouTuber, gọi là YouTube đấy. Cứ về mà mở YouTube là có. Dạ. Cái này dạy thì nó hơi khó, người chỉ làm tự mình sáng tác là thôi. Dạ. Nên này dạ. Dạ, mình làm bán lắm hành nha. Hành thì dạ có cái máy quay quay làm YouTube. Về có kênh xem kênh là nó lên. Anh là vlog cái ông Vĩnh vlog. Ông gì? Vĩnh. À ông Vĩnh à. À cái đó lên thôi. Nên là giờ mình chủ yếu là đi quay trước giờ với chợ, về chợ mình mới được có mấy chợ thôi. Đi chủ yếu là chợ Bình Sơn các thứ. Tôm tít nha các bạn, mực nha, rồi là cua biển các bạn ạ, cua cũng có. Cua này là bao nhiêu tiền một cân không? 450 cân cua to các bạn ạ. Cua gạch, rồi là tôm tít này các bạn, tôm tít cũng to này. Này là mực này, cá này giống cá bằng má nha. Đúng rồi, cá bằng má tươi xanh luôn. Tôm cũng tôm to này. Cho quay đi, cứ uống cơ tự nhiên, không có gì cả. Chào bác, con quay đi, đây là cá khô các bạn ạ. Cá khô, cá ngon trắng. Trong chợ này thì đồ nó cũng đầy đủ các bạn ạ, nhưng mà có một cái là người hơi ít. Cà chua này đây, cá này, cá diêu hồng rồi. Cá diêu hồng này bao nhiêu một cân cơ? À 60.000 này, cá to lắm các bạn ạ. 60.000 cân cá thì cả cân con đấy. Cái này bao nhiêu tiền một cân đấy cô? 80.000 à? Cái này nó có sản không? Không. À. Mình quay ủng hộ mại nữa. Dạ vâng, cho quay nhỏ chút xíu à các bạn. Dạ vâng, dạ không cho quay nhỏ tí các bác nhá. Quay làm YouTube đó mà. Thịt rất tươi các bạn ạ. Cái này quay làm YouTube đó. Dạ vâng, cứ hút đi để đến lúc lên video nó mới đẹp. Thịt bê này, chân bê này các bạn này, rồi sách tổ ong này, nói chung là đang đều tươi hết. Các bạn nào có nhu cầu thì đến chợ Năm Thừng nhá. Chợ Năm Thừng gà vịt. Đây có khu này là khu gà thịt. Đây.
Bạn ơi, khu này là hoa nha, hoa của chợ này. Dạ, dạ anh chào bà. Chào bà. Quay làm YouTube. Vâng, đúng rồi, về đang quay xin quay nhờ cái để. Dạ, làm YouTube quay vậy thôi, thế đừng quay cháu nhá. Dạ, sao lại không quay được, không có gì. Ở đây là chỗ bãi để xe nhé các bạn, bãi để xe nhé. Ở đây là giò chả này, rồi là đã, đang quay làm YouTube đó các ạ. Rồi, cho quay nhỏ tí nha chị ơi. Quay nhỏ chút xíu nha. Trái cây ngon quá các bạn ạ. Trái cây này rất tươi này. Nho này. Trái cây vùng biển mới này. Các bạn. Hạt hạt sen là cho quay nhỏ tí thôi. Hạt sen quá nhiều nhỉ. Đây là bánh mì nhá các bạn ơi. Dạ và bánh mì. Dạ con làm YouTube đấy. Dạ, con chào đây hàng điện tử nhá các bạn. Hàng điện tử nhá. Đây đầu cổng chợ Năm Rừng. Đấy ơi, để em quay nhỏ đi nhá. Đường qua bên kia đây là ngã tư Năm Rừng nhá các bạn. Ngã tư Năm Rừng này. Cổ đi đây là khu bệnh viện nhá các bạn. Bây giờ là mình tầm cũng bánh mì các bạn ơi. Đây là tiệm bánh mì. Kết thúc video ở đây nha.